Dạ. Sống chẳng đó, bên đây xong đó. Rồi. Dạ thì hôm nay mấy anh em tụi em đến đây gặp được một cái vị mà đang đi tầm thuốc. Thì không biết cái vị đó như thế nào thì mời anh em đón theo dõi. Dạ em chào Huynh ha. Thì hiện nay thì có một cái ngày mà kêu là ngày là phải nói là bằng ngày là ngày Sư Minh Tuệ. Thì Huynh không gầy, Huynh có coi thấy được cái ngày đó không Huynh? Ừ, cũng có nghe đấy, cũng có nghe. Dạ. Thì mấy hôm nay thì cái hạnh của ngài thì cũng có rất là nhiều, trên kênh của em cũng có chia sẻ rất nhiều rồi. Thì hôm nay có một cái câu chuyện này nó mới nè Huynh. Thì cái bát mà bát cơm của ngài á, thì bây giờ thì có một cái hiện tượng là đánh vô nó rất là thanh mà như cái trống vậy đó. Thì nếu mà theo Huynh hiểu biết á, thì Huynh chia sẻ cho mọi người nghe Huynh. Thì Huynh nói cho đại nghe, người phi thường đó. Dạ. Người ta làm cái việc phi thường. Dạ. Cái công việc của họ, họ phi thường. Dạ. Họ làm công việc phi thường. Thì từ chỗ đó những vị mà anh biết là những vị thánh nhân đó. Dạ. Nó xuất hiện trong cái cõi ta bà này đó. Thì mọi vị nào nó cũng đều có một cái pháp duyên của họ. Dạ. Để họ tu hành, để họ đạt được cái đạo. Còn cái nồi cơm điện của ngài đó, cái nồi cơm của ngài đó, thì ngài người phi thường, người ta làm việc phi thường mà. Dạ. Thì từ chỗ đó thì mình cũng cái gì cũng mình tôn trọng các ngài, mình dạ. đều quý các ngài tất cả. Dạ. Thì ngài Minh Tuệ thì ngài bước đi trên mỗi một cái con đường, nhưng mà có cái chuyện gì là thì mấy ngày nay ngài đã ẩn tu và ở trên gần cái dãy núi Sạn á, thì xuất hiện những cái dàn hào quang lạ đó mà không biết là như thế nào đó, thì mong Huynh cũng chia sẻ cho mọi người nghe, mọi người cũng quan tâm tới cái dòng hào quang đó. Dạ. Bữa nay thì sư Huynh những dịp cũng nói, tại vì những vị mà những vị thiền sư, những vị thánh nhân đó, họ ít có nói chuyện nhiều lắm em. Dạ. Mà những vị đó hồi lúc mà anh xem những cái clip của anh em quay tới giờ đó. Dạ. Anh thấy ngài không có nói gì bất cứ một ai chứ. Dạ. Không nói gì bất cứ một ai chứ đó, mà mọi người đều kính trọng ngài, ngài cũng kính trọng mọi người. Thì từ cái chỗ đó, mình thấy là ngài rất đặc biệt đó, rất đặc biệt. Tại vì ngài xuất hiện trong cái cõi ta bà này, trong cái lúc này đó là nó đúng lúc đó em, đúng lúc đúng thời luôn đó. Để đúng thức tỉnh, để thức tỉnh cho cái lòng người, để mình giác ngộ được, để mình quay trở về cái nguồn cội của mình. Không như tự vừa ở vụ giống như là sư Huynh nè, hiện nay nè. Dạ. Nói về ngài đi, cái ăn cái mặc của ngài đó, cái đi cái đứng của ngài, cái ngủ nghỉ của ngài đó, là mình không thể nào mình so sánh được em. Mình dạ. không so sánh với ngài được, mình không có thể nào mình nói bất cứ một cái gì được. Tại vì mình làm giống người ta đó, mình mới nói người ta được em. Dạ. Mà tại vì mình ở đây đó, anh ở đây thì anh chỉ cung kính thôi. Dạ. Cung kính, chắp tay cung kính ngài thôi, chứ mình không thể nào mình bình luận về ngài, tại vì ngài cao siêu quá, bình luận đâu được sư đệ. Dạ. Em cảm ơn anh ha. Thì Quynh ơi, mà cho để hỏi ha, thì dạo gần đây á, thì như cũng sắp tới những cái ngày mà rằm tháng 7 này kia nè, thì theo như mình á, thì mình đi cúng kiến đánh lễ như thế nào để cho được cái tròn cái tháng 7 này nè. Thường thường tháng 7 người ta hay đi cúng này thì kia. Dằm tháng 7 này đại là cái thường á, tục lệ người ta kêu bằng lễ Vu Lan. Dạ. Thì những người con có hiếu hạnh đó với cha mẹ, thì nhờ các ngài đó, người ta cầu nguyện là hoặc là ta cầu siêu cho dạ. ông bà ta đi cúng lễ, người ta giải được cái nghiệp quả của người ta. Vậy đó sư đệ đó. Chứ mình làm con người mình phải làm cho nó tròn. Dạ. Tại vì dễ gì muôn kiếp đặng làm người, muốn đặng làm người chứ dễ ngư. Lành giữ hai đường vừa ý chọn, lành như tòng giữa thợ như hoa. Thì con người mình á, sống đây đó là trời chết em. Dạ. Sống đặng trời chết. Đó, thì từ chỗ đó, mình thấy trên mặt thế gian này, anh em mình, huynh đệ mình đó, những cái sanh tử đó trước mắt mình còn ham muốn gì nữa. Yeah. Đó, thì mình còn tranh đua gì nữa, thì mình làm được cái gì mình cứ việc mình làm. Đó, mình làm sao mà ăn thật, sống thật và làm thật, chân thật nó bắt hư, cái chân như nó mới bắt diệt. Thì từ cái chỗ mà cái chỗ nó đó, mình mới đi đến, mình mới gặp được các ngài. Yeah. Mình tu mà mình nói đã quy y rồi, Mà quy y thì phải hành y, thì y sao y theo những cái lời của các ngài dạy thì mình sau này mình mới đạt được. Còn mà không hành y đó, không làm y đó, thì ổn lắm. Anh thấy ổn lắm, chịch một cái ổn kiếp người lắm đấy, ổn kiếp người lắm. Dạ, thì cảm ơn Huynh chia sẻ câu này rất hay. Thì cũng lễ Vu Lan báo hiếu á, thì không biết là theo Huynh suy nghĩ như thế nào, thì đệ cũng mong như vậy nè. Thì sư Minh Tuệ á, thì ổng sẽ có một cái cơ duyên chắc có thể là có về lại Gia Lai để đến nhà để đánh lễ cho cha mẹ không, theo Huynh nghĩ? Tại vì anh nói cho sư đệ nghe, nếu người mà làm Phật sự đó, dạ, ở đâu họ cũng làm Phật sự chứ đó, dạ, chứ không phải riêng bất cứ một nơi nào là cả nói hành giả rồi đấy, thì ở đâu cũng là Phật sự chứ đó. Tại vì nếu mà họ mà vì bá gia bá tánh đó, thì ở đâu cũng là nhà của họ, ở đâu cũng là con của họ, ở đâu cũng là cha của mẹ của họ, ở đâu cũng là mẹ của họ. Thì dạ, tự nó không bắt buộc ở phương nào chứ nó là. Dạ. Thì có một cái số vị khán giả hỏi đệ như thế này nè, thì tu như thế nào là đúng và tu như thế nào là không đúng, thì mong Huynh bữa nay gieo duyên cho khán giả. Huynh Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Thì cư sĩ Vũ Đông Khương á, thì có một cái pháp môn này đó để dạ, nói cho anh em huynh đệ cũng chia sẻ, dạ, cùng anh em huynh đệ. Thầy tổ cũng có nói một câu: muốn đạt đạo đó phải trau dồi tâm trí, dạ, muốn thành danh quyết chí một đường, muốn về đến cõi Tây Phương, muốn qua thiên chúc chứ vương lòng phàm. Dạ. Thì từ chỗ đó đó, con người của mình đó, mình muốn thành một cái gì đó thì mình phải quyết chí một đường của mình đi. Mình giống như ông sư Minh, giống như ngài sư Minh Tuệ á, dạ, ông chỉ một đường ông đi thôi. Ai nói ai làm gì làm, mà tại cái đường của ông cứ gì cũng đi, ông dạ, đi chừng nào nó tới thôi. Dạ, vậy là coi như là mình làm cái hướng gì á, là mình sẽ làm cho nó đúng về một cái chính pháp, cái hướng đó. Đúng rồi đấy, đúng dạ, rồi. Thì cho để hỏi như vậy nè, thì trong cái nhiều cái pháp môn tu á, thì tới 84.000 pháp môn tu. Đúng rồi. Dạ. Thì theo như Huynh á, là hiện nay là đang hành về cái pháp nào á Huynh? Niệm Phật em. Dạ. Niệm Phật. Niệm Phật ha. Ừ, niệm Phật. Dạ. Thì em đệ cũng có thấy nãy Huynh xách cái giỏ đi đào tầm mấy cái thuốc á, thì có phải là mình cũng đang cái đó, là mình cũng đang đi hành theo cái pháp không Huynh? Đúng rồi đấy, đúng rồi, cái gì cũng vậy chứ, tại vì mình sống ở đây nè, mình dạ, phải nương một cái phương tiện nào. Dạ. Nghe, mình chưa có giải thoát được, mình phải nương một cái phương tiện đó. Dạ. Thì nào mà mình giải thoát vậy đó, dạ, thì mình sẽ liệt cái phương tiện đó. À. Thì theo như Huynh đó, thì mình có nên là quý trọng cái xác này không, để mình mới tập, mình tu tập không? Có chứ em. Dạ. Tại vì cái này là cũng như một cái thiền của mình, một cái xác nai vậy đó. Tại vì mỗi một cái thân thể, tuy dạ, rằng là mỗi một cái thể tổ đó, là cái xác này là một kiểu thịt thú thôi, dạ, mà mình lấy một cái phương tiện này đó, mình mượn cái xác này để mình làm một cái phương tiện để mình qua bờ giác ngộ bên kia đó, để mình giác ngộ mình tu. Bởi vì thầy nó có một câu nói, có cái duyên đó, dạ, mới gặp được, không duyên khó gặp lắm, dạ, khó gặp lắm. Mà tu đó phải nhất tâm đấy, nhất tâm. Dạ. Nhất tâm niệm Phật, dù huynh đệ pháp môn nào cũng là đạt chứ, tới 84.000 pháp môn nữa. Dạ. Nếu mình tu đó, chấp nhận mình tu, chấp nhận mình đi, chấp nhận mình sẽ tới. Dạ. Làm có nghĩa là mình phải gán mình hành theo một cái pháp môn tu nhất định ha Huynh? Đúng rồi. Dạ. Thì có khán giả hỏi thêm gì nè, nói nhờ Huynh lên giải thích. Thì để em hỏi, khi mà một cái con người đang hiện tại là đã có vợ có con, thì muốn giống như đến cái bờ giác ngộ mà muốn đi tu, nhưng mà trong nhà điều kiện thì nói chung ra con thì cũng còn nhỏ nè, là thứ nhất nè, hai là còn vợ nè, thứ ba là cũng còn gia đình này kia, thì nếu mà mình đi như vậy là có đúng như chánh pháp không? Và mong Huynh chia sẻ lại để biết mọi người, người ta cố gắng người ta tu tập. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Để hỏi rất hay, cái này là kêu bằng đó là cái này tùy duyên đấy. Dạ. Tùy duyên. Đúng rồi. À, có vợ có chồng tu cũng vẫn được, ha, không vợ tu cũng được, tu là cái tâm. Tu là sửa. Ví dụ mình làm những cái gì là mình thấy chặt thôi, mình bỏ qua, mình sám hối để mình lo con đường lành để mình làm. Mà có một câu thơ này nè, muốn tặng cho mà những vị mà có vợ có chồng đó, mà họ mà nói họ tu không được đó, họ tu được là họ giác đạt. Làm sao? Đôi lời nhắn nhủ khách di âm, thôi nhá cùng nhau kiếp trở về, bóng xế chiều tàn đời sắp cạn, thiếp chàng mau tỉnh vượt bờ mê, nếu đã có duyên cùng với nợ một lòng ta quyết trở quần ngôi, âm dương tương hội mới đồng năng giác, phước huệ duyên thành dạng cả đôi. Thì nếu mà có làm phước, làm huệ là tu hành thì sẽ đắc hết trơn nó đấy, chứ không có phải mà không đắc đâu. Đúng rồi. Thì nói chung là nếu mà trong cái đạo nhà Phật là phải trả là tứ ăn rồi mình mới buông bỏ, rồi mình muốn xả cái thằng này mình mới đi tu. Thì nếu mà ở đời đây bây giờ thì thời hiện đại rồi, nếu mà mình làm như vậy thì nói chung ra là mình chắc không có đạt, nhưng mà nếu mà mình cái tâm mình hướng thiện thì mình sẽ được ha Huynh. Đúng rồi đấy. Tại vì Phật pháp đó nó không có bên ngoài. Ở bên ngoài là hữu hình á, hữu hình ác hữu hoại. Nó không có ở ngoài mà nó ở trong cái tâm trí của mình á, tâm trí của mình đó mình rèn luyện làm sao mà cho nó đúng cái con đường đó là ăn thật nè, nói thật và làm thật. Thì nó sẽ đến một cái chỗ viên mãn. Đúng rồi. Thì cái trên cái cuộc sống của chúng ta đó thì bây giờ có những cái gì người ta nói là ở mình tu góc độ nào thì mình sẽ về góc độ đó. Ví dụ như mình ăn chay, mình niệm Phật, mình làm lành đó, thì từ từ sẽ xây chuyển cho mình ha Huynh. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thì theo như Huynh á, mà có những cái kinh nghiệm nào mà để chia sẻ cho mọi người biết á, thì cái thời hiện nay á, thì cái thời mạt Pháp rồi, thì mong Huynh gieo duyên để cho mọi người biết làm lành tránh dữ, để mọi người biết mà ăn chay niệm Phật á Huynh. Tại vì để biết không, thầy tổ đó đã Phật pháp đó đã ra đời nhiều rồi. Các vị tôn giáo, các vị mà giáo chủ rồi đó ra đời rất nhiều để khuyên mọi người đó để tu hành. Mà trong chu kỳ mạt pháp này đó chỉ là có pháp môn đó là pháp môn niệm Phật đó đấy, pháp môn niệm Phật để định tâm đó, để mà xây chuyển bất cứ một cái pháp môn này nó dễ dàng lắm. Rồi đứa nít nó niệm cũng được đó, mà niệm đó niệm phải cho nó chánh định, chánh tâm, chánh kiến, thì mình phải cho nó trọn vẹn được đó. Thì trong cái lúc này bà con cô bác đó, cư sĩ Vũ Đông Phương đó chỉ khuyên bà con cô bác đó mình dán làm lành lánh dữ, để mình làm để sau này đó để mình hưởng được những cái quả thơm tho. Giống như ông bà ta nói người chồng cái cảnh người chơi, ta trồng cái đất để đời cháu con, thì không phải mà tặng diệt đợi, nó sẽ xây chuyển hoài. Nó xây chuyển theo cái dòng dòng của vũ trụ đó, cái dòng của càn khôn đó, nó xây chuyển hoài. Thì có sanh ắt có diệt. Đúng rồi. Chứ không có diệt hết. Thì diệt hết còn đâu mà gian lội nữa đấy. Thì cảm ơn Huynh chia sẻ cái câu này là rất là hay và thấm. Thì sẵn đây đại hỏi thì có 4 chữ là Nam Mô A Di Đà Phật là 6 chữ. Thì Huynh có thể giải thích 6 cái chữ này không? Là vì sao thì mà mình phải để... Có một cái vị minh sư đó cũng là có dạy, nói Nam chỉ về tâm phải tịnh thanh, Mô không dục lợi chẳng cầu danh, A trừ dâm dục nuôi tinh đủ, Di thức gián công giữ báo lành, Đà ấy kim thân sanh bất hoại, Phật là xá lợi hiệu vô sanh. Thì họ đi đến một cái chỗ mà vô sanh rồi đó, là không có còn sanh, không có còn diệt nữa. Còn anh em của chúng ta ở đây, huynh đệ của chúng ta ở đây đó, còn sanh còn diệt, người ta còn thương còn ghét, nghe còn tốt còn xấu. Thì tự nó chừng nào mà toàn năng toàn giác đó thì nó không có còn diệt nữa. Thì anh em của chúng ta nó dán giữ làm sao mà cho cái tâm y duyên như chỗ đó đó. Tại vì anh cảm nghĩ đó là cái cuộc đời của mình đó, thì mình dán làm sao mình rèn luyện cho tới cái chỗ đó. Bây giờ mình cũng dán đi đến chỗ đó đó em. Dán đi đến chỗ đó đó, ai cũng vậy. Thì mong rằng huynh đệ anh em huynh cô bác thì khắp gần xa thì cũng mà quan tâm tới những cái anh em mà những cái gì mà tu hành. Tại vì không tu này là không đúng không sai em. Dạ. Mà người đúng người sai là do mình chấp. Dạ. Mình chấp mình chứa. Đúng rồi. Đó, rồi xong xưa mình đem ra cái khẩu nghiệp của mình á, mình trao quà còn mình bình luận với nhau, nó khổ. Chứ anh em của chúng ta đây, ví dụ người xấu, người ta một ngày người ta tốt làm sao? Thì trong xưa mình phải quan hỷ cho ta, mình phải tha thứ cho ta. Ở về Đức Huỳnh Giáo Chủ đó, Ngài có nói một câu: đạo Pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tột xét thân ta, nếu người vũ phận vui lòng thứ, tha thứ được người người thứ ta. Dạ. Đó, thì từ chỗ đó mình ấy cái tâm quan hỷ đi, thì anh em mình đều an lạc hết trơn à. Dạ. Tại vì mình cố chấp quá thì mình không an lạc thôi, mình tự mình buộc mình đó. Dạ, thì sẵn đây là đệ cũng có một cái câu hỏi là gieo duyên với Huynh, là tại vì có một cái khán giả này hỏi nhưng mà cũng lâu rồi chưa tìm được một cái vị nào trả lời được. Thì vì sao mà mấy người mà người ta tu thiệt á thì người ta lại nghèo, mà mình không có nói đúng, nói đã kết ai, nhưng mà tu giả thì người ta lại giàu, và mấy người tu thiệt á thì hay là bị giống như là bị thầy thường nói là ma dương á, phá đó. Thì mong Huynh giải thích cho mọi người nghe những cái từ này. Sư Huynh nói cho sư Lợi nghe vậy nè. Dạ. Cái câu này nó hay lắm. Tại vì mình á, mình phân biệt đó. Dạ. Mình phân biệt đó. Dạ. Thì cái đúng và cái sai nha. Dạ. Sao mà người tu thiệt mà nó nghèo, dạ, người tu giả nó giàu? Không có đâu em. Dạ. Tại vì cái do định lực hết trơn à. Dạ. Do định lực của nhiều người đó, nhiều cái tiền thân của họ đó. Dạ. Hồi xưa họ tạo phước báo, ngày hôm nay đó họ giàu có, họ sang trọng. Còn mình ví dụ mình mới tu mới có chút xíu đây là dạ, mình muốn giàu cũng có giàu. Mà đúng là người tu đó, người giác ngộ đó, người ta buông bỏ em. Dạ. Người tu thật đó, người ta buông bỏ. Người ta buông bỏ cái cảnh của thế gian này nè. Ta nghĩ rằng hữu hình ắt hữu hoại. Nó sẽ hoại, nó không có kiềm chế mãi trong cái cuộc đời của chúng ta. Mà ngày hôm nay chúng ta đu theo đó là chúng ta sẽ khổ gì đó thôi. Dạ. Coi như là nếu mà mình đã đến cái con đường mà giống như là giác ngộ bờ bến rồi á, thì không có còn mà tham sân si, không có còn của thế gian, đúng không? Ok. Dạ. Đúng rồi. Thành ra lúc đó là bây giờ mình có mà ngồi ăn cơm với cơm trắng không mà cũng thấy vẫn là thấy bình thường ha. Đúng rồi. Chứ không có còn mà ăn thèm ăn cái này ăn kia nữa. Thành ra là của cải không có cần ha. Nó chính xác đó. Tại vì cái người tu đó, người ta giác ngộ, ta thấy những cái giả trên rồi. Dạ. Mà ta thấy cái giả mà ta chấp cái giả nữa đó là ta không giải thoát được. Dạ. Thì ta bắt buộc người ta phải buông. Ta buông không phải ta nghèo em. Ta giàu, cái những người tu là người ta giàu trí tuệ. Dạ. Chứ không phải mà tiền bạc vàng dòng đối người ta không quan trọng. Dạ. Là những cái bậc giác ngộ đó. Giống dạ, như là vụ em thấy em thấy cái sơ ngang cũng như ông Sư Minh Tuệ đi. Dạ. Đợt vừa rồi đó, anh thấy ổng đó, người ta cúng trọng cái bát vàng đó. Dạ. Mà ổng còn không dòm nữa. Cái giả mà dòm cái gì? Không, ông này ông hay em, ông hay đó, ông hay là nhìn cái cảnh nó giả, nó đâu có tồn tại mãi đâu. Đúng rồi. Thì từ đó nó Ngài không nhận luôn. Người ta cho mà Ngài cái bát vàng 1 ký mấy biết bao nhiêu tiền nữa đấy, mà Ngài không nhận đó, là cái nó là giác ngộ. Đây thì hiện nay á, thì có rất là nhiều cái câu chuyện của Ngài Minh Tuệ á, thì có nhiều cái khán giả hỏi gì nè, tại sao mà giác thối á Ngài lại ngủ ngoài nghĩa địa, mà nhìn lên trên cái bầu trán á, thì cái này á, thì mình cũng không có dám nói là hào quang hay gì hết, nhưng mà người ta thấy là nó có một cái đốm phát sáng. Thì mong Huynh quan hỷ chia sẻ cho mọi người. Tại vì em biết không? Dạ. Người mà tu hành á, người ta ngộ được đó. Dạ. Thì có 4 vị thần linh. Dạ. 4 vị thần linh á, thì lúc nào nó cũng ủng hộ họ cho nó. Một đó thần linh đó, những vị thần linh đó là một thần quan, 2 thần tướng, 3 thần tài, 4 thần sắc. Dạ. Thì Ngài hiện nay đó thì dạ, được 4 vị thần đó ủng hộ, và chư thiên đó ủng dạ, hộ Ngài. Thì những vị mà người ta tu hành mà chân chính đó, dạ, thì có những vị thần lúc nào cũng chiếu hết trơn đó, cũng ủng hộ cho họ để cho họ toàn năng toàn giác để họ lo cho nhân loại. Dạ. Tuy rằng họ không nói mà họ nói đấy. Những người mà tu hành mà người ta ba la mặt đó, người ta ít có nói lắm, mà ta nói bằng cái nội tâm và cái trí tuệ ta túa ra đó. dạ. Để cho mọi người đều chiêm ngưỡng, là những vị nó là kêu bằng đó là siêu lắm, để siêu lắm. Còn cái khả năng của anh em chúng ta gió không tới đâu, dạ. Gió không tới đâu, phân tích cũng không nổi đâu. À, nó có rồi. Tu hành, có nằm trong cái cảnh của các ngài đó, người ta mới liễu ngộ được. Dạ. Thì cảm ơn Quynh đã chia sẻ. Thì em cũng hiểu là nói chung ra là cũng có rất là nhiều cái quyền vi, nhưng mà nhiều khi mình ở trên clip mình không có thể nào mà mình nấu ra được. Như là Quynh chia sẻ là rất là hay, thì cũng cảm ơn Quynh. Thì trong cái những cái đời ở Quynh thì có nhiều cái người ta bị những cái bệnh rất là lạ nha. Thì có người thì người ta bị giống như là kêu bằng cái nghiệp á, thì phải gánh là giống như là trước người ta đi làm những cái chuyện giống như người ta đi sát sanh rồi mua bán người này kia đó, thì tới cuối đời đó, thì người ta nằm trên bao, người ta thấy những cái giấc mơ mà lạ đó, giống như là mình mổ heo đi. Thì cuối đời đó, thì mình khi mà lúc mà sắp lâm chung đó, thì bắt đầu mình nói những cái tiếng giống như heo kêu này kia đó, thì mong Huynh giải đáp những cái thắc mắc này á. Tại vì để biết không, nói về nó là về tâm linh, dạ. Về nghiệp sát đó, dạ, đúng. Thì cũng khuyên bà con cô bác, cũng mọi người nó đều có bổn mạng hết trơn à, dạ. Nó cũng có ham sống sợ chết cái đấy, dạ. Thì nó cũng biết thương, biết tình, biết cảm đó, biết thương, biết lo, biết sợ chết. Thì mình khuyên anh em huynh đệ đừng có nên tạo những cái nghiệp sát nữa, dạ. Nghe. Thì từ chỗ đó thì cái lúc đó đó thì họ làm nhiều quá, trong lúc đó cái quả đó của họ đó, dạ. Nó kết tụ trong lúc đó, đó thì họ trở về họ đòi, dạ. Cái đó là đòi đó em, đòi, dạ. Đó anh cũng thấy cái vụ đó cũng nhiều lắm rồi, dạ. Để anh kể cho em nghe cái chuyện này nè, cái chuyện mít lạ nè, dạ. Cái chuyện này là cái chuyện từ xưa giờ đó anh không có kể bất cứ cho một ai nghe chứ. Hồi xưa đó, năm anh 19 tuổi đó, anh lợi nhà của một vị đó đó, anh nằm, anh nằm nghe, 11 giờ tự anh có con heo nó khiêng ngang đấy, nó kêu có một tiếng người rõ ràng. Mình nói đây là kêu bằng đó là mình nói bằng cái tâm chân thật của mình. Nó kêu cứu tôi với, cứu tôi với. Mà anh ở nhà người ta, anh mới giật mình đó, giờ này mà sao mà có một cô gái kêu mình kêu cứu, cô gái nào mà kêu cứu vậy? Mà anh nghe văng vẳng lỗ tai hoài á, anh mới mở cửa ra đó, anh thấy cách anh nó cơ bản là 100 mét có cái chỗ đó nó làm heo, dạ. Rồi xong xuôi đó, nó ngộ lắm em, mình nói về tâm linh đó. Rồi xong xuôi làm nè, anh biết rồi, tự anh là anh nguyện, anh nguyện về bà chú dẫn sanh đó em, dạ. Anh nguyện với chú dẫn sanh, anh nguyện cho một vị đó đó siêu thoát. Bất ngờ đó, bữa đó tự anh xét sáng anh uống cà phê, dạ. Tự anh không có quen biết ông đâm heo đó nghe em, dạ. Mà tự anh, tại sao anh chỉ ngay mặt ông đó, ông đó không, ông đâm heo khoảng 90 tuổi với ông heo trắng tươi phải không? Ông nói sao ông biết? Rồi anh nói cho ông nghe, hôm nó kêu cứu đó vậy, nó kêu tiếng người rõ ràng nữa. Dạ. Từ lúc đó là ông bỏ đó em, ông, dạ. Bỏ làm một thời gian đó, không biết sau này đó ông làm cái gì anh không biết nghe. Dạ. Thì anh nói ông trong lúc đó là mặt mày ông là xanh lét luôn đó. Dạ. Là anh có thấy tình trạng đó. Dạ. Là năm nay mấy chục năm giờ mà anh không có nói bất cứ cho ai nghe hết trơn á. Tại vì mình biết được cái nhân quả của con người nó như vậy đó em. Dạ. Thì cái này là cũng là rất là hay đó. Tại vì mọi người nhiều khi người ta cũng có cái hoàn cảnh giống như cái câu chuyện của anh đó, mà không có biết chia sẻ với ai. Thì hôm nay Quynh lên đây gieo duyên đó, là mọi người nghe được. Thì nói chung cũng mong là được cái đến cái bến bờ giác ngộ. Không em, anh nghe là lồng lộng luôn em, dạ. Anh nghe lồng lộng luôn. Anh nói là có hai bên dây giác chứng minh luôn. Không, dạ. Bao giờ mà mình nói mà bằng cái cách giả dối để cho anh em để mà sợ sệt gì. Tại, dạ. Vì anh nghe kêu lồng lộng nên cứu tôi với, cứu tôi với. Mà anh nghĩ nhìn cô gái đó 19-20 tuổi thôi, dạ. Đó. Rồi anh mới bước ra ngoài anh dòm đó, là anh thấy là bóng đèn nó vậy đó. Là anh tảng sáng, anh tự anh tảng sáng uống cà phê gặp anh chăng ông hổ heo đó luôn đó, dạ. Thì tất cả trong các tội nghiệp là cái sát sanh là cái tội nặng nhất, đúng rồi. Thì như theo Huynh đó, thì giống như mình cũng đã tu tập thì những cái nghiệp như vậy á, thì mình có cái cách nào mà để mình thứ nhất là hóa giải, thứ hai là mình giảm nghiệp không Quynh? Thì anh nói cho em nghe, dạ. Thì ông bà ta nó sanh nhờ đó tử nghiệp thôi, để Dạ. Tại vì nhiều đời nhiều kiếp họ có ăn quán với nhau. Dạ. Cái này là nói về cái nhân quả với nhau đó. Dạ. Ăn quán với nhau thì anh giết em giết anh, hoặc là vợ giết chồng, chồng giết vợ, vân vân. Dạ. Thì nó có ăn quán với nhau, nó có lực nhân quả với nhau hết trơn. Dạ. Mà trong lúc này đó, anh em nào mà nghe được và hiểu được cái nhân quả này nè thì họ buông bỏ, họ buông bỏ và họ sám hối đó, họ không làm những cái nghiệp đó nữa đó, thì họa mai em, họa mai để bù đắp lại. Dạ. Còn không có bù đắp lại đó là khó thoát lắm mày, nó sẽ quan gia trái nghiệp, quan gia trái chủ đó, nó kéo hoài để kéo tới mà viên mãn thôi à. Dạ. Ừ. Chứ cho Huynh cho đại hỏi ha, ví dụ như một cái người thường á thì khi mà mình ăn, ví dụ như con cá nhỏ đi, ví dụ 10 cá lòng tông đi chẳng hạn đi, với một con cá bự, thì mình ăn cái con cá nào là nó đỡ tội nhất mình? Thì thầy tổ có nói đó, ví dụ mình dùng đó những con mà phước mắt mình đó, những con mình cũng những con mà mình đừng nên mình sát trong cái trước mắt mình, cái chỗ mình không thấy là nó chết hoặc này kia đó đó, mình dùng những con nó tốt hơn đợi. Còn ví dụ ăn nhiều ăn ít đó là cái do của con người thôi, cái lòng tham của con người thôi, chứ không có tính vô ha. Không có tính này mà không tính. Tại vì nếu mà thầy ông nói đó cái nghĩa địa đó là cái bao tử mình nè. Nếu mà em xét mà từ lúc mà em trưởng thành đó cho tới em lúc 60 tuổi đó là biết bao nhiêu ngàn chúng sanh đó ở trong cái nghĩa địa này. Em nghĩ đây hết hồn mới giết luôn đó. Đúng rồi, mình không có đếm hết được. Nếu không thể nào giết được đâu. Đó. Mà ngày hôm nay nếu anh em nào giác ngộ được lo tu hành thì họa mai đó thì mình sau này mình có chuyển đó thì mình mới thoát được em. Nam mô A Di Đà Phật. Thì Huynh cho em hỏi nhồi quả là sao, mà làm thế nào mà để mình biết cái quả mà nó để nhồi lên đó Huynh? Thì anh cũng nghe thầy tổ nói ông nhồi quả cho người hành đạo. Lúc nguy nạn có thấu chí cùng chân. Thì cái quả này nè, anh nếu mà em đó, em gặp cái quả lành đó, anh phân tích nhẹ thôi, em gặp cái quả lành đó thì là dù bữa nay có cái quả đến với em, mà em tránh được đó là em giữ được bổn mạng em đó, là em là người hữu phước. Còn cái quả mà cái quả nặng đó, mà em gặp nạn đó mà em tránh không khỏi đó, thì cái quả đó là quả không lành đó. Còn cái việc mà giống như những cái điều mà mình làm không tốt đó, thì có thể là nó cộng dồn không Huynh? Dồn chứ đấy, dồn trong cái chu kỳ là dồn tất cả hết trơn luôn. Dồn tất cả hết trơn. Thì theo như cái sự hiểu biết của đại á, thì giống như trong cái tất cả các kỳ á, thì như cái kỳ này là cái kỳ chót nè. Thì nếu mà mình ăn chay, mình niệm Phật, mình làm lành, nói chung ra là thì mình sẽ được đạt giống như về cái bờ gần nhất, mà tu thì nó cũng ít nhất, đúng không Huynh? Đúng rồi. Thì Huynh ơi, mà có một cái vị khán giả này hỏi như thế này nè, thì thấy hôm nay trên câu hỏi chương trình thì nói những cái người mà xưng thần, xưng thánh, xưng mẹ, xưng cha đó Huynh, thì cái đó là có hay không? Và nếu mà theo sự hiểu biết của Huynh thì giải thích cho mọi người nghe. Để anh nói bằng cái em hỏi vậy, anh nói bằng cái chánh tính nghe em. Cái chánh tính của anh đó, hồi xưa đó Đức Phật hỏi ông Tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề, Bồ Tát có làm trang nghiêm của Phật chăng? Ông Tu Bồ Đề nói bạch Đức Chí Tôn, Bồ Tát không có làm trang nghiêm của Phật. Nếu Bồ Tát còn làm trang nghiêm của Phật không khỏi Bồ Tát. Tại vì các vị làm người ta không tính, nó lại trở gì vô ngã chăng rồi. Còn mình ở đây đó, mình xưng ông này ông kia nữa, người ta nói xưng là sẹp em. Xưng là sẹp. Xưng là sẹp. Tại vì Phật đó do chúng ta tạo, chúng ta chiêm ngưỡng mới có. Em không chiêm ngưỡng là không thể nào có được. Em phải chiêm ngưỡng, mà cái chiêm ngưỡng của mình đó, mình phải trong một cái chánh giác, trong cái chánh tính, trong cái chánh định, chứ không phải mà làm là mình đi đến đây rồi mình xưng ông này bà kia ông nọ rồi xong xuôi rồi mình làm cho bà con người ta đó, thì làm hại não bà con người ta không tốt. Có nghĩa là nếu mà Người thì đúng rồi, thường thường là em thấy mấy những cái bậc cao nhân á, ví dụ như người ta mà khi mà đạt tới một cái trình độ hoặc là một cái quả nào đó là người ta sẽ ẩn tu. Đúng rồi. Và người ta sẽ không có màng tới chuyện đời đó. Có phải là vì người ta hiểu cao học rộng quá đó. Nếu mà mình nói cho những cái người thường biết đó, thì người ta sẽ nói mình là giống như không cùng tần số đó, đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì nay dạ, em thấy nó làm là những gì đó em quan sát thẳng một câu đó, mình nhìn những gì đó đó, những gì đó là do cái nhiễu sống đó. Dạ. Nhiễu sống cái não của họ đó. Dạ. Nó loạn. Đúng rồi. Nó loạn đấy. Ừ. Chứ đặt tới mà họ định tâm vào đó. Ừ. Thì con người tu đó giờ mới tướng họ đạp lắm đệ ơi. Dạ. Họ tới 32 tướng tốt 80 dễ đạp lắm. À. Ừ, họ biểu hiện ra đầy đủ hết trơn vậy đó. À. Mà họ không có xưng hô bất cứ một cái gì cho nó. Ừ. Đúng rồi. Mà sẵn đây Quynh cho để hỏi cái câu hỏi này thì cũng có rất là nhiều người, người ta cũng quan tâm là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, cái đó là ý nghĩa là như thế nào Quynh? Nè, như đại dụ anh nói cho em nghe. Dạ. Hiện nay, hồi xưa đó sư Huynh xấu lắm. Xấu dạ, thật là xấu luôn đó. Dạ. Mà mình tu mình sửa cái tâm mình lại đó. À. Cái tâm mình thôi, đâu phải mà đánh kem đánh phán bên ngoài đâu. Rồi tự cái tâm mình biểu hiện ra, mình thương người, mình biết giúp đỡ người, mình biết lo lắng người, mình biết rèn luyện con đường nghe thẳng của mình. Dạ. Rồi tự cái nó biểu hiện những cái tướng đó em, những cái tướng lạ đó, những cái tướng tốt đẹp đó. Rồi con người mình mạnh khỏe nè, không bệnh tật nè. Nó tốt đẹp lắm em ơi. Dạ. Ừ. Vậy là trong khi lúc mà mình tu tập đó, là cái giống như cái tâm của mình đã đạt tới cái mức độ nào đó, thì cái tướng hình của mình nó sẽ đúng mà nó biểu hiện nó biểu hiện hết rồi đây, biểu hiện luôn. Dạ. Biểu hiện hết luôn. Tại vì em biết không, em như là dụ anh biểu hiện chút xíu người xấu đó. Dạ. Người sân si đó, cái mặt của họ đó hung dữ rồi để thấy không, nó lòi ra. Còn con người mà hiền hậu đó, nói ra đó cười vui vẻ an lạc, em thấy không? Đúng rồi. Cái gương của mình thôi, cái gương của mình phản chiếu thôi à. Dạ, em hiểu rồi. Thì sẵn đây có cái câu hỏi nó cũng liên quan tới cái này, thì mong Huynh cũng chia sẻ dùm. Mô Phật. Dạ, thì như vậy nè, thì có người nói vì sao mà tôi lại tích đức hành thiện mà sao tôi tu hoài mà tôi bị bệnh hoài à, không có giống như là không có hết, mà không Phật không có giúp tôi, mong Huynh giải đáp dùm. Tại vì làm nè, tại biết sao họ dạ, không có Phật họ sao họ tìm Phật được. Dạ. Họ không có Phật nghe, nói nghe, họ không có Phật họ sao họ tìm Phật được. Ừ. Phải họ phải có Phật, có Phật trong tâm họ nè. Dạ. Họ thương, họ biết thương yêu người nè. Dạ. Để hỏi các gì đó thì kỹ các gì đó có biết thương yêu người không, ừ, hoặc là họ cho người ta thì kể. Dạ. Yeah. Rồi xong xuôi đó rồi tích chứa những cái phiền não xung quanh mình nè, con cái vợ chồng anh em của bác nè, xúm nhau cao thấp với nhau, tài sản với nhau, tự anh học họ ôm nhau một nùi vậy đó. Dạ. Thì tự nó tích bệnh, nó tích đau khổ. Dạ. Chứ họ là dụ họ thương thật tình đi, thì họ không giờ họ khổ. Dạ. Thì nói chung ra là em rất là khâm phục Huynh, tại vì Huynh nói cái này là nói chung là nó quá chính xác luôn. Tại vì cái này là trường hợp này là đã có rất là nhiều trường hợp vì sao mà như vậy. Thì mong mọi cô bác khán giả nếu đang nghe được cái clip của cư sĩ Vũ Đông Phương này thì có bình luận, hãy bình luận về cho chương trình để tìm hiểu những cái câu chuyện mới. Thì Huynh nói rất đúng, tại vì cái cô đó là bả tu thì đúng là có tu thiệt, nhưng mà còn sân si, có nghĩa là ai làm gì bả cũng cự hết, thành ra là cứ giống như bị quở, bị bệnh hoài đó. Chị Quynh nói rất đúng, không luôn, có xả được, để không có xả được. Đúng. Tại vì người biết yêu thương với nhau đó là nó lành mạnh. Dạ. Giống như lá lành đó. Dạ. Đùm lá dách. Dạ. Đó. Thì từ nó lành mạnh. Còn cái này nó thương giả, nó mới khổ. Đúng rồi. Thương thiệt đi, nó có khổ. Dạ. Quynh ơi, thì cũng có một cái vị khán giả hỏi gì nè, thì ở cái thời này là cái thời hiện đại rồi, thì xe cộ nó rất là ồn ào, thì hàng ngày thì muốn ngồi thiền để giống như mình tịnh tâm để mình lo mình niệm Phật, nhưng mà thiền ở nhà có đạt được cái cảnh giới cao không Huynh, tốt không? Ừ. Anh em nên nhớ Đức Phật có nói tứ quay nghi. Dạ. Đi đứng nằm ngồi, thì quý vị bất cứ một cái phương pháp nào Quý vị ở đâu đó ngầu ngọn cỏ quý vị niệm Phật cũng được, mà đi bất cứ chỗ nào niệm Phật cũng được. Yêu cầu quý vị an lạc, Ngài nói quý vị an lạc, Ngài nói quý vị tích được những cái phước thiện nào đó, dạ, thì Ngài nói quý vị sẽ an lành thôi. Dạ. Thì do cái tâm của mình ha. Đúng rồi, đúng rồi. Là... do tâm mình. Tại vì em biết không, tại vì đó Phật đó ông không có đâu xa cho đó. Dạ. Phải ngộ tự tánh của mình, tự tánh giác của mình. Dạ. Rồi những cái gì mà nó không tốt đó mình loại bỏ đó. Đó, mình từ từ mình lọc như cái máy lọc nữa đó. Tự nhiên mình sẽ uống một cái giọt nước đó, nó rất ngọt, rất thơm, rất ngon. Còn em không lọc đó thì em uống, em không thể nào uống được cam lồ được. Dạ, phải lọc, phải lọc mới có cam lồ. Dạ. Đó. Thì có nhầm người ta nói gì nè, trong cái gia đạo thì nó rất là ồn ào rồi, nó rất là phức tạp. Thì nếu mà mình ngồi thiền như vậy á thì không, vậy nó còn chấp nữa đấy, còn chấp cơ, còn chấp cảnh đó. còn chấp cảnh họ nó ồn ọng như thế nghĩa là họ còn chấp cảnh. Dạ. Họ còn chấp, họ tu không có được, họ cũng có đạt được cái gì chứ. Sư Huynh nói thẳng một câu vậy đó. Ví dụ như nếu mà họ lên ví dụ những cái vùng mà cao á, mà yên tĩnh như núi nè, thì theo Huynh nghĩ họ tu có đạt không? Không đạt luôn, cũng không luôn, không đạt luôn. Tại vì làm này cái tâm của họ nó vậy là không thể nào đạt. Dạ. Tại vì làm này nếu mà trong động nó có tịnh, mà trong tịnh nó có động, mà động là động cái gì mình phải suy xét kỹ nó lại, mình phải nhìn cho nó rõ ràng. Thì từ cái chỗ đó đó mình mới buông bỏ được, mình mới an lạc được. Chứ đại dụ em ngồi thiền nó để kiếm cái chỗ nào thanh tịnh ngồi thiền, rồi xong xuôi rồi cái chỗ mà không thanh tịnh đó, cái chỗ nào cũng không thanh tịnh, cho em thiền bằng cái gì? Dạ, em hiểu rồi. Thì coi như là do cái tâm của mình định á thì mới được. Còn mà bây giờ á, bất cứ chỗ nào nguyện cái tâm mình nó không có còn buông bỏ thì mới được. Đúng rồi, buông tất cả, cho để buông tất cả cho nó nhẹ nhàng, chứ đừng có chấp cảnh hoài, chấp tướng hoài là càng chấp càng khổ, càng chấp càng buộc. Đúng rồi, tại con người ta thì khi nào muốn tu tập rồi thì chỗ nào cũng được, chứ không có phải là nhất định là phải lên rừng lên núi mình. Đúng rồi. Tại vì Đức Huynh chỗ chủ của nói Phật đâu có ở Tây, đâu có đâu xa, mà tìm kiếm ở trên non núi. Thì anh em nào, huynh đệ nào thì tùy cái duyên, tùy cái duyên của mình thì mình tu cái pháp môn nào cũng được, chứ yêu cầu có tu được thì đấy. Dạ, cảm ơn Huynh Vô Như Là Phật chia sẻ quá hay. Thì đây là một cái câu hỏi cuối cùng của chương trình, thì cũng mong Huynh giải đáp. Thì trên cái bước đường đi á, thì từ lúc mà Huynh bắt đầu là vào cái con đường tu tập á, thì mong Huynh nói cho mọi người lý do mà vì đâu mà giác ngộ được cái tính của cái tâm của mình á, để đến với cái Phật pháp á Huynh. Tại vì sư Huynh học cũng có nhiều. Dạ. Sư Huynh học có nhiều, cái đường đời của sư Huynh á thì bao não đường đời mà để dạy ta mà. Dạ. Thì mình sắp dấp ngã nhiều cái chuyện đời trong xã hội đó. Dạ. Rồi xong xuôi rồi mình mới trở lại, mình mới giác ngộ. Dạ. Giác ngộ để mình lo tu tập. Dạ. Mình biết là anh chỉ biết một câu này đó, nếu không tu đó là sẽ khổ. Dạ. Không tu là sẽ khổ thôi. Mà phải có tu, tu phải sửa. Mình sửa những cái gì đó mình giác ngộ được, rồi mình để mình sống cuộc sống để cho bình thường, để cho an lạc bản thân của mình thôi. Còn cái nó để nghiệp sau đi. Huynh kể cái những cái lối tu của anh á, từ lúc mà anh còn mà anh bước vô con đường tu này như thế nào, rồi anh sẽ từ từ anh kể cho mọi người, anh em đó nghe, để sau này nó để hiểu được mình. Thì đến đây thì tạm dứt chương trình. Thì chúc cho bà con, anh em, cô bác, cộng đồng mạng và được thân tâm đều an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.